Hiện nay, xu hướng tiêu dùng xanh ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm của cả người tiêu dùng và các doanh nghiệp sản xuất, phân phối nhờ các tác động tích cực trong việc cải thiện chất lượng môi trường và nâng cao sức khỏe con người. Tại Việt Nam, tiêu dùng xanh là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030. Trong đó, Hà Nội được đánh giá là một trong những địa phương triển khai mạnh mẽ các hoạt động thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững. Tiếp tục triển khai hoạt động này, mới đây, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức Hội chợ tiêu dùng xanh, sản phẩm an toàn thành phố Hà Nội năm 2023 tại Trung tâm Thương mại Vincom Megamall Ocean Park, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Hội chợ đã thu hút 150 gian hàng của hơn 100 đơn vị tham gia đến từ các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố với nhiều chủng loại sản phẩm thực phẩm an toàn, thực phẩm có nguồn gốc hữu cơ, các sản phẩm tiêu dùng sử dụng nguyên liệu thiên nhiên, hữu cơ, an toàn, sản phẩm được sản xuất từ quy trình sản xuất thân thiện với môi trường. Ban tổ chức cũng đã thông tin, mời các đơn vị phân phối trên địa bàn tới tham dự, tham quan các gian hàng trong suốt thời gian diễn ra hội chợ để tìm hiểu kết nối các sản phẩm tiêu dùng xanh, sản phẩm an toàn vào hệ thống, góp phần hình thành các chuỗi liên kết, cung ứng sản phẩm an toàn cho người dân thủ đô.